Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà là Hồng Lan chính thức bước lên bẫy, bà trụ được bao lâu? Bộ Y tế hiện nay vẫn còn rất ngổn ngang, dù cho ông Phạm Minh Chính đã ra tay giúp bà là Hồng Lan giải quyết nhiều vấn đề thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Nhưng vấn đề vẫn còn rất nhiều đang chờ đón bà tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Quản lý một tỉnh bao giờ cũng an toàn hơn là quản lý một bộ, bởi đơn vị hành chính của tỉnh nhỏ. Còn quản lý một bộ là quản lý ngành trên cả nước, có nhiều tiêu cực ở cơ sở rất xa, dù cho có kêu khản cổ cũng chưa chắc gì ở trung ương nghe thấy. Vì thế, những sai phạm cấp cơ sở khi bị phát hiện thì đã quá muộn, mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đánh từ cơ sở đánh lên. Việc này làm cho cấp trung ương khó mà thoát được. Trên hình ảnh vào ngày 21 tháng 10, bà Đào Hồng Lan chính thức làm Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Bộ Y tế đã ê chề như vậy, bà tân Bộ trưởng Y tế lại là người không có chuyên môn về ngành y. Ngành y là ngành rất đặc thù, nếu không biết gì về y thì e là rất khó khăn trong quản lý. Bởi ông Phạm Minh Chính giới thiệu nên bà Đào Hồng Lan không thể từ chối, và hơn nữa, có về trung ương quản lý một bộ thì cơ hội trèo cao sẽ rộng mở hơn. Mà khi cơ hội mở ra thì rủi ro cũng mở rộng, chào đón bà. Từ nhiều đời Bộ trưởng Bộ Y tế chủ yếu là bộ trưởng làm công tác chính trị cấp trên để khỏi bị vào lò là chính, chứ việc cải tạo hệ thống chính trị Việt Nam, hệ thống y tế của Việt Nam cho tốt hơn xem ra như bất khả thi. Một người trong ngành này cho tờ Thời báo.d biết như vậy. Bà Đào Hồng Lan mới vừa chính thức được Quốc hội chuẩn thuận chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì ngành này đã dậy sóng về vấn đề thiếu thuốc và vật tư của ngành y tế. Tình trạng nghiêm trọng đến mức báo chí ví như ngồi trên đống lửa. Bà Phạm Khánh Phong Lan, một đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh, đã nêu những trăn trở trong lĩnh vực y tế, đó là tình trạng hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc, chưa giải quyết được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Đây là những vấn đề có tính nghiêm trọng hiện nay của ngành y tế. Bà nói, cả ngành y tế, người dân đang bức xúc vì thiếu thuốc, thiếu từng cái bong gạc mà người dân phải đi mua, và bảo hiểm y tế không thanh toán, khiến quyền lợi của người bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta chưa làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đây là hình ảnh tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, nguyên nhân của thực trạng này là cơ chế quản lý chưa tốt, tâm lý sợ làm là bị phát hiện sai. Dù Quốc hội đã ban hành nghị quyết 30 về cơ chế đặc thù chống COVID-19, nhưng khi triển khai giữa các đơn vị thanh tra, kiểm toán, công an chưa nhìn nhận lẫn nhau, làm chùn bước những người muốn làm việc hiệu quả. Điều đáng sợ nhất hiện nay là ai cũng sợ sai, điều đó sẽ gây ra tắc nghẽn việc điều hành ngành y. Nếu thiếu tiền thì dễ khắc phục, chứ con người trong toàn ngành đều sợ và né việc thì không sớm thì muộn, áp lực cũng đổ dồn về cấp cao nhất của ngành. Trước đây, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Thanh Long đều là những con người có học hàm về ngành y và họ cũng đều bị vướng vào tiêu cực. Có bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhờ vào mối quan hệ mạnh mà không bị truy tố, còn ông Nguyễn Thanh Long có quan hệ yếu hơn thì bị cho vào lò mặc áo sọc trắng đen đặc trưng của ngõ tù nhân mà người dân hay gọi là áo Juventus. Đây là hình ảnh vấn đề khó khăn của ngành y nổi lên ngày một thêm nghiêm trọng. Không tiếp nhận bộ y tế là không có cơ hội leo cao, còn tiếp nhận bộ y tế thì hốt rủi ro rất lớn. Không biết bà Lan có làm cho bộ y tế tốt hơn hay không thì còn chờ thì cũng có thể biết được. Chỉ e rằng bà Đào Hồng Lan chưa có cơ hội để thể hiện năng lực thì bà đã bị cho vào lò thì xem như sự nghiệp chính trị không còn gì. Bộ Y tế chính là cái bẫy. Có lẽ bà Đào Hồng Lan cũng biết điều đó, và liệu bà có tránh bị sập bẫy hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm, thời gian sẽ trả lời. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ Đồng Nai đánh đến Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi đã sẵn sàng đánh dập đầu rắn. Hiện nay, bước chân của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi đến đâu thì quan chức nơi đó cứ lần lượt ngã nhào. Vụ án IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bắt đầu được khui ra tại Đồng Nai. Kế tiếp, ông Tô Lâm cho vạch đường đến Quảng Ninh, nơi mà trước đây ông Phạm Minh Chính từng là bí thư tỉnh ủy. Điều đang nói là ông Tô Lâm đã đưa lính thiện chiến nhất đến Quảng Ninh ém trước từ đầu tháng 9, đó là đại tá Đinh Văn Nơi. Có vẻ như việc điều tra tại Đồng Nai dễ hơn nên ông Tô Lâm ưu tiên đưa lính thiện chiến nhất ra Quảng Ninh án ngữ tại đấy.
Vụ án IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Đồng Nai hiện nay đã bắt giam được rất nhiều người. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an bắt tạm giam và lệnh khám xét nhà bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai, để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ án này C03 ra quyết định khởi tố vào ngày 29 tháng 4, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty IEC nhưng vẫn chưa thể bắt được. Những người bị bắt trước đó bao gồm ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cùng 7 bị can khác về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra mới đây C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để làm rõ tội nhận hối lộ. Như vậy, cho tới nay, ông Tô Lâm đã cho bắt tổng cộng 11 người, trong đó có một ủy viên Trung ương Đảng. Danh sách này chưa hết và sẽ còn dài nữa. Một mình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vô không thể khiến cho hàng chục quan chức cấp tỉnh nghe lời bà, mà phải có quyền lực lớn hơn, hay nói đúng hơn là phải có chùm cuối đứng sau. Đây là hình ảnh Đồng Nai lại bắt người. Ông Tô Lâm đã theo chân bà Nhàn từ Đồng Nai cho đến Quảng Ninh để tìm chùm cuối. Và câu hỏi đặt ra đó là ai? Tại Quảng Ninh, C03 đã xác định năm 2012, năm ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy, tỉnh này đã phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi với tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng. Do Sở Y tế làm chủ đầu tư, quá trình triển khai, các bị can đã thông đồng với các đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà đầu tư và công ty IC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước lên tới 73 tỷ đồng. Với việc đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, ông Tô Lâm dường như đã xác định đây là nơi đầu con rắn. Người Cộng sản thì hay nói rằng đánh rắn phải đánh dập đầu, thì xem ra hiện nay ông Tổng Bí Thư và ông Tô Lâm thực hiện câu châm ngôn này là như vậy. Đưa lính thiện chiến đến Quảng Ninh, xem ra ông Tổng và ông Tô Lâm muốn đánh dập đầu con rắn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Tô Lâm cứ như đang chơi trò trốn tìm vậy. Ông Tô Lâm cũng có thành tích bắt cóc người từ nước ngoài về để quy án, nên việc trốn ở nước ngoài như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chưa chắc gì là an toàn. Bà Nhàn thì cứ trốn, còn ông Tô Lâm thì lại cứ đi tìm. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi tại Quảng Ninh đang đợi sẵn. Theo đánh giá từ một nguồn tin riêng chúng tôi có thể được, thì ông Vương Đình Huệ nay đang trội nhất. Không có gì biến động thì hết nhiệm kỳ này, ông Huệ sẽ là người kế vị ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, nếu không tìm cách kìm ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì ông Huệ không an tâm mà sức thì không đủ, nên ông Huệ đã nhờ ông Tổng. Việc lần ra bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhiệm vụ rất khó. Ông Tô và ông Tổng đang quậy Quảng Ninh cho nổi bùn với hy vọng tìm được cơ sở và sơ hở của ông cựu Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, truy lại những vết tích cũ không phải là chuyện dễ dàng gì. Chúng ta hãy cùng đợi xem.